Xin chào mọi người đã quay lại kênh của bé Ba Đất Tây Nguyên. Hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người một lô đất tọa lạc tại thôn 9, xã Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Lô đất của mình thì diện tích là 2 hectare 1 thực tế nha mọi người, còn trong sổ của nó là có là 1 hectare 7. Lô đất của mình hiện trạng là đường bê tông nha mọi người. Đường bê tông của mình thì có 110 mét mặt tiền bê tông nha. Cái mặt tiền bê tông này á thì rộng khoảng tầm 3 mét nha, hơn 3 mét nha mọi người. Còn cái đường này á là mình ra ngoài huyện, Ủy ban nhân dân huyện này, là công an huyện, là chỉ mất tầm 2 km thôi, là nó ở gần trung tâm nha mọi người, gần trung tâm huyện Tuy Đức đó. Có mặt tiền là 110 m này, dân cư ở đây thì cũng có rồi nha mọi người, dân cư ở đây là cũng đã có đường điện đầy đủ rồi. Lô đất của mình hiện trạng thì đang có tiêu và cà phê và có mít thái nha mọi người. Lô đất này thổ nhưỡng cực kỳ đẹp nha, mọi người nhìn thấy cực kỳ bằng phẳng luôn. Lô đất rất là đẹp, bằng phẳng, đường đi rất là thuận tiện, ô tô có thể vào tận nơi nha mọi người. Lô đất của mình giá là 3 tỷ, có bức lọc nha mọi người. Tiêu rất là phủ trụ rồi, còn cà rất là đẹp. Lô đất thì cực kỳ bằng phẳng. Bây giờ em vô đây em quay cho mọi người thấy, đó là có một cái nhà cấp 4 nhỏ nha mọi người. Có một cái nhà cấp 4 nhỏ để mình ở làm vườn. Đây, lô đất của mình cực kỳ bằng phẳng. Đây em sẽ giới thiệu cho mọi người nè. Ở đây sẽ có một cái hồ. Ở trong này là mình nhìn ra là đã thấy hồ nha mọi người. Cái nhà này có một cái vườn rất, cái sân rất là rộng để phơi cà tiêu. Đây, mọi người đứng đây mọi người thấy sân mây đẹp không? View cực kỳ đẹp. View sân mây luôn nha. Đây, ở đây thì có một cái hồ lớn nha mọi người. Một cái hồ lớn và hai cái ao nhỏ này nữa. Rất là thuận tiện cho mình trồng, nuôi trồng thủy sản nha. Đó, view hồ cực đẹp luôn. Ở bên ngoài này có một cái view hồ to. Lô đất cực kỳ đẹp nha, rất là thích hợp cho mình nghỉ dưỡng luôn. Này, còn mọi người thấy view mây nè. Mình nhìn thấy rất là đẹp luôn. Lô đất thì cực kỳ bằng phẳng và đẹp luôn. Cà của mình rất là tốt nha. Thổ nhưỡng ở đây cực kỳ đẹp. View hồ và có hai cái hồ để mình nuôi trồng thủy sản. Mọi người thấy em quay có view mây cực kỳ đẹp. Lô đất này rất là thích hợp cho anh chị nào mua mà về để nghỉ dưỡng mát mẻ nha quý anh chị. Cà phê rất là đẹp nha, đất bằng. Lô đất của em mình diện tích là 2 hectare 1, còn trong sổ là 1 hectare 7 nha mọi người. Lô đất của mình tọa lạc tại thôn 9, xã Búc So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông. Lô đất của mình thì cách trung tâm huyện chỉ mất có 2 km thôi. Dân cư ở đây thì cũng có dân ở rồi nha mọi người. Dân ở đó không được đông lắm nhưng mà cũng có dân ở rồi. Có đường điện đầy đủ. Và mình có một cái nhà cấp 4 đầy đủ nha mọi người. Điện, nước đầy đủ, năng lượng mặt trời rồi đầy đủ nha mọi người. Lô đất của mình thì em thấy cái này mà sang view rồi cực kỳ đẹp nha. Mọi chi tiết xin liên hệ vào Zalo của em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Mọi người yêu thích cái view này thì hãy liên hệ cho em nhé. Liên hệ liền tay nha. View cực đẹp. Nhìn ra là thấy view mây này mọi người, sang mây nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người video tiếp theo.